Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu ở đây là lô 15 con mấy câu. Và hôm nay mình có sao từ 1.000 cho đến là 6.000. Và giá mình báo trong video này là chưa bao gồm phí ship. Ship code Tổ quốc bên mình vẫn là 30.000 một đơn đối với máy. Và lô này là đa phần là máy đời cao nha. Tại đây mình có câu số 1 đầu tiên này. Câu số 1 đầu tiên ở đây mình có là một con Daiwa. Tên của nó là Daiwa SS Tournament 600. Cố nó là cố kim loại, thân là bằng carbon. Con lăn cước còn rất là sát, lăn cước bằng sứ đá đen, cạc cước nhẹ. Con này thì nguyên sống lưỡi ra đầy đủ, cước số 3 là vào được 65m, số 2 100m, size tướng size 1000, máy này máy nhỏ, thích hợp cho khách nào có tôm, có bè. Hàng này là hàng Daiwa của Nhật, dòng Daiwa Tournament. Chốt chẳng ok. Con này thì có tiếng cà trọc tay quay nhẹ nha. Ngoại hình thì máy còn khá là sáng đẹp, sờn xước ít nữa. Size 1000 Daiwa Nhật, con số 1, nặng 210g. Con này giá 380.000. Tiếp theo là máy số 2. Số 2 đây mình có là con Shimano. Con này là Shimano Holiday Spin 6000. Toàn thân của nó là carbon, tay quay là bằng kim loại. Con này thì cước số 5 là vào được 200m, số 6 150, size tướng size 6000. Mô viên sống lưỡi ra đầy đủ, đủ tay trái phải được. Con lăn cước thì còn rất là sáng, cà cước nhẹ. Ngoại hình thì máy còn tương đối sáng, sờn xước nhẹ viền lưng này. Độ máy, độ mới của máy này mới tầm khoảng 70-75%. Hàng này là Shimano Malai xe xuất Nhật. Máy thì quay rất là nhẹ mượt nha. Dòng này thích hợp cho khách nào câu tra, câu cá lớn, câu biển cũng ok nha các bạn. Chút chẳng ok. Ngoại hình tổng thể của máy như thế này. Con này là con số 2, nặng là 520g. Con này có giá là 650.000. Tiếp theo là máy số 3. Số 3 ở đây mình có là con Daiwa thắng tay. Dòng là dòng Daiwa Emblem Z 3000 LBT. Rate của nó là 5.1. Thân của nó là dạng super metan các bạn, hợp chất của metan nha, rất là cứng, nặng tay. Con này thì có 5 ball bearing, 5 mặt đạn. Cước số 4 là vào được 150m, số 5 là 120, size tướng của nó là size 4000. Dòng này là dòng thắng tay, con lăn cước bằng silicon, cả cước nhẹ. Nhấn nút vào đây để lấy cố này. Ngoại hình tổng thể của máy như thế này, máy thì còn rất là sáng đẹp nha, sờn xước ít. Đây, có sờn xước nhẹ đây. Chủ yếu là cái phần viền chân của máy thôi. Size 4000, dòng Daiwa Emblem, máy quay cực kỳ nhẹ luôn mà, rất là êm nha, êm nhẹ. 5 mặt đạn, thẳng tay này. Chốt chặn ok. Các bạn dùng thẳng tay thì các bạn bấm lại thì nó sẽ khóa như thế này. Thả ra thì quay ngược quay xuôi cũng được nha. Đó. Dòng này là dòng Daiwa Emblem. Dòng đời cao. Con này là hàng tem lụa của Nhật. Tem lụa của Nhật này. Con này con số 3, nặng 320g. Con này giá là 850.000. Tiếp theo là con máy số 4. Số 4 ở đây mình có là một con hiệu Biomaster. Con là con Shimano Biomaster 2000. Cố của nó là có kim loại, thân bằng carbon. Con lăn cước của nó là bằng sứ đá đen, cà cước nhẹ. Mô viên sống lưỡi ra đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con này thì cước số 2 là 150m, số 3 100m, size tướng size 2000. 4 mặt đạn, 4 ball bearing. Ngoại hình tổng thể của máy như thế này, các bạn có xoay suốt viền lưng này, viền cuối này. Hàng này là Shimano Nhật nha. Shimano Nhật máy Japan. Ngoại hình tổng thể có xoay suốt chỉ ở xung quanh viền cuối. Máy quay cực kỳ nhẹ luôn nha. Chút chặn ok, quay nhẹ mượt. Con này thì có hệ thống cân bằng khóa là chống rung khi các bạn thu dây. Quay rất là nhẹ.
Dòng này thích hợp cho khách nào con lua, con iso. Con này là con số 4, nặng là 260g, dòng Biomaster của Nhật. Con số 4 này có giá là 750.000. Tiếp theo là mấy số 5. Số 5 ở đây mình có là con Shimano Alex. Shimano Alex 3000, Raito 5.2. Con này là thân của nó là carbon, cối là cối bằng kim loại. Con lăn cước là bằng silicon, gạt cước nhiệt. Cước số 3 là 150m, số 4 100m, size tường của nó là size 3000. Có hệ thống FBL, chống rung khi thu dây. Mô bên sóng lưỡi đầy đủ, độ tay trái phải được. Con này thì cái phần tay quay nó hơi xấu ở đây. Đây tay quay chỗ này nó hơi xấu này. Với lại cái phần cối này. Đó, cối nó bị xấu này. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Chỉ là xấu cái phần tay quay ngay đây với lại phần cối ở đây thôi. Ngoại hình tổng thể của nó như thế này, có sờn xước viền cối, viền lưng. Size tủ nó là size 3000. Đổi tay trái phải được, máy quay rất là nhẹ mượt. Dòng này câu lua câu bè, câu sông gì cũng ok nha. 3000 thì luôn lắp thoải mái. Quay nhẹ mượt, chốt chặn ok. Con này là con số 5, nặng là 340g. Con này có giá là 450.000. Hàng này là hàng Malaysia xuất Nhật. Số 5 giá 450. Tiếp theo là máy số 6. Số 6 đây mình có là một con đời cao của Shimano, Shimano Enos 2500. Toàn thân của nó là carbon, cối là cối kim loại. Con này là cước số 2 là vào được 170m, số 2.5 là 150, số 3 là 120. Con này size tướng cũng là size 2500. Hàng này là hàng Malaysia xuất Nhật, có phanh ABS. Con tay quay của nó là tay quay bằng kim loại như thế này. Con lăn cước thì còn rất là sáng, là cước nhẹ. Mua viên sóng lưỡi ra đầy đủ. Con này các bạn đổ tay trái phải được nha. Dòng này là dòng chuyên xa lua, quay rất là êm nhẹ, có phanh ABS, chốt chặn ok. Quay nhẹ mượt. Hàng này là hàng Shimano Malaysia xuất Nhật. Dòng đời cao, ngoại hình tổng thể của nó như thế này. Con này thì ngoại hình sườn xước ít thôi các bạn, còn tương đối sáng đẹp nha. Con này là con số 6, nặng 280g. Con này có giá là 750.000. Số 6 giá 750. Tiếp theo là con số 7. Số 7 đây mình có là con Shimano Ultera 4000. Con này thì cước số 4 là vào được 150m, số 5 110, size tướng size 4000. Thân của nó là carbon, cố là bằng kim loại. Này, cố như thế này. Cố thì láng mịn, đây ở vết trầy. Mũi sóng lưỡi ra đầy đủ. Đổ tay trái phải được, con lăn cước bằng silicon. Gạt cước nhẹ, ngoại hình tổng thể của máy như thế này. Có hơi sờn ở tay quay ở đây, với lại trầy xước nhẹ trong viền cố thôi. Đấy, cũng còn tương đối sáng đẹp nha, sờn xước ít. Hàng này là hàng Shimano tiêm lụa của Nhật, mấy nha băng. Máy quay thì rất là nhẹ. Con này thì có phanh ABS. Đổ tay trái phải được, ngoại hình tổng thể của máy như này. Tổng thể của máy như này, máy cũng còn khá là sáng. Con này là con số 7, nặng là 340g, con này giá 1.200.000. Tiếp theo là con máy số 8. Số 8 ở đây mình có là một con dòng này là dòng Twin Power BBX, dòng thắng tay của BBX, dòng thắng tay của Twin nha. Con này thì cố của nó là bằng kim loại, thân bằng carbon, tay quay kim loại. Có 4 mặt đạn, 4 ball bearing, cước số 4 200m, số 5 150, size tướng là size tướng của nó là size 5000 nha. Con lăn cước bằng silicon, lăn cước của nó là sáng, và cước nhẹ. Nhấn nút ở đây để lấy cối nha. Cối của nó là dạng cối đúc nguyên khối.
dòng thắng tay. Ngoại hình tổng thể của máy này có sườn xước viền lưng, viền cối ở đây. Hàng này là tàu Wind Power của Nhật nha. Máy thì quay rất là nhẹ, chốt chặt ok. Cái này nó quay lui nè, không dùng thắng tay thì các bạn quay lui hay quay tới đều được nha. Đó, bật thắng tay lên thì nó sẽ tự động khóa như thế này. Máy thì quay nhẹ mượt, ngoại hình tổng thể của máy cũng còn tương đối sáng, mới tầm khoảng 70 vậy đó, 70%. Hàng từ Wind Power của Nhật. Con này có số 8, nặng 320g, con này giá 900.000. Tiếp theo là máy số 10, số 9. Tiếp theo là máy số 9, số 9 ở đây mình có là một con Daiwa Emblem Z 4000i. Cố của nó là cố kim loại, thân bằng carbon, tay quay kim loại. Con này thì cước số 5 200m, số 6 150, size tướng của nó là size 6000. Mỗi bên 6 lưỡi gà đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con lăn cước thì còn rất là sáng, gà cước nhẹ. Dòng này thì có fan ABS size 6000, hàng Daiwa Emblem Z, dòng đời cao của Daiwa. Con này thì có 4 bạc đạn này, 4 bombery. Máy thì còn rất là sáng, độ mới của máy này mới tầm khoảng 80%. Có fan ABS chốt chặn ok. Con này là con số 9, nặng là 440g, con này là hàng Daiwa của Nhật, giá 1.800.000. Tiếp theo là máy số 10. Số 10 ở đây mình có là một con Shimano Alex 3000, dòng đời cao. Cố nó là có kim loại, thân bằng carbon. Con này thì cước số 3 là 150m, số 4 100m, size tướng size 3000, mô bên 6 lưỡi gà đầy đủ. Đổ tay trái phải được, con lăn cước thì còn rất là sáng này, và cước nhẹ. Con này thì có phanh ABS nha, ngoại hình thì có sườn xước viền lưng này. Có sườn xước viền lưng này, viền cổ như này. Hàng này là Shimano Mala xe chút Nhật, có phanh ABS, máy thì quay rất là nhẹ, chuyên xe luôn. Máy quay nhẹ mượt, Shimano Alex của Shimano của Malaysia. Con này là con số 10, nặng 400g, con này giá 900.000. Số 11. 11 ở đây mình có là một con của. Con này là Shimano Biomaster dòng Special, dòng này là dòng đuôi chuột đời cao nha. Tên của nó là RTL 400 4000. Cước số 5 200m, số 6 180, size tướng size 6000. Cố bằng kim loại, thân carbon, dòng đời cao này. Nó có cái dòng Everwrap như này, đây. Mobin, con này là con đuôi chuột, con này là các bạn sẽ mobin ở đuôi nha. Đây đây, cái khóa này dùng để cái này là dùng để xả mobin này. Cái vô nút này là dùng để chỉnh chế độ xả nha. Dùng cái này là xả nhẹ này. Xả rất là nhẹ. Con này thì nặng hơn này. Đó. Khóa này là dùng để chỉnh chế độ xả. Con lăn cước của nó thì còn rất là sáng, lăn cước mình sẽ ra đen, chống thị sét và cước nhẹ. Nhấn nút ở đây để lấy cối. Cối nó là giặt cối đúc nguyên khối. Mua bên sóng lưỡi ra đầy đủ, hàng này là hàng Shimano của Nhật. Dòng đuôi chuột xả mua bên ở đuôi. Size 6000. Chốt chặn ok. Con này các bạn đổ tay trái phải được nha. Ngoại hình tổng thể của máy này, máy còn tương đối sáng đẹp, sơn xước ít. Hàng Shimano của Nhật. Con số 11 nặng là 470g, con này giá 900.000. Số 12.
12 đây mình có là một con, con là dòng Daiwa Tournament. Con này là con Daiwa dòng là dòng đây. Tên của nó. Trên này nó bị mờ mờ tên các bạn, tên nó như thế này. Dòng là dòng Daiwa Tournament Z4000Y. Z4000Y. Thân của nó là bằng metal nha. Thân này là bằng metal. Su về metal này. Cố là có kim loại. Cố được mạ gôn này. Viền cố là silicon này này. Reto 4.6. Con này thì có 10 bạc đạn, 10 bom bearing. Thông số cước này. Cước số 6 150, số 5 là vào được 200m, size tướng của nó là size 6000. Ô bên sóng lưỡi ra đầy đủ. Con này các bạn đổ tay trái phải được. Con lăng cước bằng silicon. Gà cước nhẹ. Tay quay nó bị bể miếng như này. Ngoại hình tổng thể như thế này các bạn. Đây có sờn xước bằng tay quay này. Viền cối. Con này thì ngoại hình có sờn xước, còn tay quay là xấu. Nhưng mà bù lại thì máy 10 bọc đạn quay cực kỳ nhẹ luôn nha. Có phanh ABS, 10 bạc đạn, hàng đeo qua tua nó mạnh. Con này thì mà ngoại hình cái tay quay nó ok một xíu thì giá nó khác nha. Thì dòng này quay cực kỳ êm nha. Dòng này là dòng đeo qua tua nó mạnh Z. Nó đời cao hơn là dòng đài dòng S nha. Dòng S thì nó có 6 bạc đạn thôi. Con này là 10 bạc đạn. Ngoại hình thì có sờn xước như này. Quay rất là nhẹ mượt, size 6000, có phanh ABS. Hàng này là hàng tem lụa của Nhật, có mã code. Có mã code ở dưới bát luôn. Mã code nó như này. Này no code này. 4001406. Con này là con số 12, nặng 440g. Con này giá 1.400.000. Tại vì ngoại hình nó hơi trầy một chút nên mình bán giá thấp hơn nha. Bình thường dòng này giá không bao giờ dưới 2.000.000. Con này con số 14, giá 1.400.000. Tiếp theo là con số 15. 15 ở đây mình có là con Ultra 6000. Cước số 5 là vào được 190, số 6 150, size tướng size 6000, cố kim loại, thân bằng carbon. Gạt cước nhẹ. Ngoại hình tổng thể này, có sờn xước ở viền cối như thế này. Đây có rầy xước, sờn xước nhỏ này. Rầy xước nhỏ ở phần hai bên này. Dòng tem lụa của Nhật. Size 6000 có phanh ABS, đổ tay trái phải được. Con này thì có cam giới có tím cả cối nhẹ. Máy thì quay rất là nhẹ. Có phanh ABS, chút chặn ok này. Con này máy quay rất là khỏe, nhẹ, mượt. Phanh ABS size 6000, hàng Ultra đời cao của Shimano. Shimano Nhật. Ngoại hình tổng thể máy như này. Đây. Chỉ là có sờn xước ở đây. Máy còn tương đối. Con này là con số 15, nặng là 540g. Con này giá 1.500.000. Tiếp theo là con số 10... Con số 13 các bạn, số 13 này giá 1.500.000. Tiếp theo là máy số 14. 14 ở đây mình có là một con Ultra 3000. Shimano Ultra 3000, con này 2 bạc đạn. Cố nó là cố được cố bằng kim loại. Vòng cước này trên là có vòng cước mạ gôn. Con này là cước số 3 150m, số 4 100m, size đứng size 3000, mô biến sóng, lưỡi ga đầy đủ. Đổ tay trái phải được. Con này thì có hệ thống SBL, cân bằng khóa. Con lăng cước thì còn rất là sáng, lăng cước bằng silicon, lăng cước nhẹ. Ngoại hình tổng thể của máy này, con này thì 2 bạc đạn, máy còn khá là sáng đẹp, sờn xước ít. Size 3000, hàng này là hàng Ultra của Nhật. Máy thì quay rất nhẹ. Chút chặn ok, máy quay nhẹ mượt.
Ngoại hình thì con này mới tầm khoảng 70-75%, trầy xước ít. Hàng Shimano, hàng Shimano của Nhật. Con này là con số 14, nặng là 320g, con này giá 950.000. Số 15 con cuối cùng ở đây mình có là con Navi. Con này là con Navi size 6.000. Cước số 6 150, số 5 vào được 200m, khối kim loại thân carbon. Ngô viên sống. Lưỡi ra đầy đủ, con này các bạn đổ tay trái phải được, lăn cước thì còn rất là sáng và cước nhẹ. Con này thì có 3 bạc đạn nha. Dòng này thì máy rất là lớn, khỏe, size 6.000. Size 6.000 thì máy cực kỳ hiếm luôn các bạn, quay rất là nhẹ mượt. Dòng này câu biển, câu tra, câu cá lớn được. Quay cực kỳ khỏe đó nha. Đây, ngoại hình này, máy còn rất là mới, đẹp này. Sơn xước ít, mới tầm khoảng 75%, trầy xước ít. Hàng này là Shimano của Nhật, con này là con số 15. Nặng là 540g. Con này có giá là 1.500.000. Có hệ thống SBL chống rung khi thu dây. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 15 con máy câu. Các bạn lấy con nào thì comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số là 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.